vâng xin chào bạn rất vui lại được gặp các bạn trong chương trình giới thiệu xe qua màn ảnh nhỏ và một sản phẩm vừa mới được Hyundai ra mắt tại thị trường toàn cầu đó chính là Hyundai Venue à, đây là một mẫu SUV cỡ nhỏ à, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem hình ảnh này cùng tìm hiểu chi tiết cùng nghe nhạc hiệu và đoán chương trình về những cái, về sản phẩm này nhé về thiết kế thì có lẽ là sẽ không phải nói quá nhiều nữa bởi vì là cái xu hướng về những mẫu xe SUV hay crossover bây giờ nó đã tràn ngập trên khắp thị trường rồi và sẽ còn trong nhiều năm nữa. Về platform thì mẫu xe này sử dụng chung với cả Hyundai Accent các bạn. Có thể nói là cái cái về cái kích thước rồi vân 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 sẽ cùng cỡ với cả Hyundai Accent. Còn về ngôn ngữ thiết kế thì nó cũng tương tự như những mẫu Hyundai Santa Fe hay Hyundai Kona đều là những cái ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai. Các bạn có thể nhìn ngay phần đầu xe. Về bố trí đèn pha LED, hệ thống đèn pha LED ở bên dưới rồi là đèn um, báo rẽ ở bên trên, đèn xi nhan ở bên trên hay lưới tản nhiệt hay cái hốc gió ở phần cản dưới rồi vân 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 vân. À, thực ra thì đối với cái phần đầu xe của các dòng xe Hyundai ngày nay thì trông nó hơi phức tạp à, Với cái dòng xe cỡ lớn từ Santa Fe trở lên Thì có lẽ nhìn nó còn thoáng, mình bố cùng nó dễ Nhưng mà đối với những cái dòng Kona nhỏ, thậm chí cái dòng Venue này còn nhỏ hơn Kona một chút nữa Thì thực sự là bố trí quá nhiều chi tiết thì nhìn nó, nó hơi dối, Như cá nhân mình mình không thích lắm à, Nhưng mà cái điểm đổi lại trên cái mẫu Hyundai Venue này ấy, nó sẽ là thiết kế theo cái phong cách và cái style là trẻ trung Bởi vì vậy nó sẽ phối hợp giữa các màu bên thân dưới Xe một màu từ cột A trở lên lên cái phần trần xe, phần roof xe thì nó là một màu khác Cái này nó không phải là mới Trong các cái dòng xe nhỏ của Mini thì cũng đã sử dụng rất lâu rồi Hay những cái dòng Citroen rồi những cái dòng xe cỡ nhỏ Thì họ đều phải làm như vậy để thu hút những cái khách hàng trẻ Uh, sống ở những cái thành phố đô thị rồi theo một cái phong cách hiện đại. Uh, đối với cái mẫu Hyundai Venue này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là cái xe này nó khá là vuông. Với những mẫu xe nhỏ thì thiết kế vuông nó sẽ lợi về cái không gian, về bố trí không gian bên trong xe cho cái không gian người sử dụng. Uh, thiết kế này uh, mình nghĩ là nó sẽ là cá tính thôi, dùng cái từ đấy cho nó chung chung còn đẹp xấu thì tùy mỗi người. Ờ uh, Bộ mâm này cũng vậy này, trông khá là phức tạp, nó đang chéo chéo ồ ồ như này, mình không hiểu nó là uh, mô tả theo cái hình thù gì cho nó phù hợp nữa uh, Kích thước thì tùy theo phiên bản nó từ 15 đến 17, uh, nhưng uh, mình nghĩ rằng nên chọn cái phiên bản là 17, đến 15 nhìn nó hẹo lắm Cái xe mà xe bản base nhìn các cái la răng nhìn nó hẹo lắm để mình xem bên không gian xe đấy các bạn có thể thấy nhìn ngay thấy luôn cái phần gương rồi phần trần trên là nó sẽ màu khác và tùy chọn về màu sắc trên cái venue này nó cũng là các cái màu nổi bật như đỏ xanh vàng tím hồng vân 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 đấy màu chính xác thì phải chờ, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé <laughs> nói chung là màu nổi bật đó đấy phần bên hồng thì các bạn thì các bạn sẽ thấy các cái mảng màu cũng như cái chi tiết uh, rất là rõ và sắc nét Uh, cái phần phía đuôi đuôi ấy, mình lại hơi liên tưởng đến chiếc Volvo XC40 uh, so sánh giữa Hyundai và Volvo nó là một khoảng cách khá rất là khác biệt tuy nhiên các hãng xe bây giờ thường học hỏi nhau bằng uh, các phong cách thiết kế hoặc là ví dụ tôi hãng A ra mẫu xe này thì hãng B lập tức là cũng ra một cái phân để cạnh tranh lại tuy nhiên họ sẽ thay đổi có thể thay đổi về kích thước, có thể thay đổi về màu sắc có thể thay đổi cái này để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Chính vì vậy cái khái niệm xe bây giờ nó A hay là B hay là C nó cũng bị xóa mờ đi rất nhiều bởi vì họ cứ chen vào A trừ rồi A trừ 1, A trừ 2 rồi là B cộng gì gì đấy thì nó rất là khó để mà phân rõ một cái cụ thể. Ví dụ như mẫu xe này Hyundai định vị là một mẫu SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị ngày xưa SUV là mình nghĩ đến những cái mẫu xe to là phải đi những cái cung đường khó rồi là đa dụng rồi thế này thì bây giờ tôi có thể gọi Morning là SUV khi mà tăng cái kích thước gầm để điều chỉnh một số thiết kế cũng được thì cái Hyundai Venue này là cũng vậy. Và bây giờ thì các bạn hãy xem phần đuôi phần đuôi không hiểu sao những phần đuôi xe của Hyundai thời gian gần đây đặc biệt là trên những cái thiết kế các cái dòng xe nhỏ của Hyundai bây giờ rất đẹp nó đẹp thực sự mình thích phần đuôi này hơn đèn rồi là các chi tiết nó rõ ràng mạch lạc nó cũng khá là nhìn nó thông thoáng nhìn nó không nhiều nhựa như Hyundai Kona Hyundai Kona ốp cái mảng nhựa ở phía sau nhiều lắm thì cái Venue này thì nhìn nó nó tươi hơn nó thoáng và nó đẹp hơn các bạn cũng có thể thấy là phần đèn này cũng vậy Đấy, nhìn các cái chấm đây là qua ảnh nhá qua ảnh thì nhìn nó rất là đẹp còn ngoài thực tế thì chúng ta sẽ phải bình luận sau bởi vì ảnh là do các nghệ nhân các nhiếp ảnh gia chụp rồi ảnh là và thực tế là thì các bạn cũng thấy rất nhiều trên mạng rồi thì với phần đuôi này là mình thích phần đèn này cũng vậy các cái chi tiết đó bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vào phần để mình chuyển sang cái hình ở phía bên trong xe cái khoang nội thất thì khoa nội thất thì qua hình ảnh chắc chắn là các bạn cũng sẽ nhìn nó đẹp lắm bởi vì phần ánh sáng rồi uh, trên các vô lăng trên các mảng chi tiết nhựa chrome rồi vân vân nên nhìn nó sẽ mượt nhưng thực sự là khi ngoài uh, ở ngoài thực tế chúng ta sẽ thấy rằng đây là một mẫu xe giá rẻ chắc chắn là vậy từ các vật liệu nó cũng chỉ là mẫu xe rẻ tiền mà thôi và cái trên cái phiên bản cao nhất trước uh, trước mắt các bạn ấy thì sẽ sử dụng cái màn hình uh, 8 inch có kết nối Apple CarPlay rồi uh, Android Auto rồi uh, Hand Free tức là kết nối đàm thoại dành tay, BlueLink, uh, Connect của, của Hyundai vân vân. Và cái màn hình này nếu mà so với cái màn hình của Ford Ecosport thì nó cũng tương đương. Còn về chất lượng, rồi độ phân giải, rồi cảm biến, rồi cảm ứng như thế nào ấy, thì có lẽ là uh, mình phải chờ cái mẫu xe thật thôi. Nhưng mà nhìn trên ảnh này thực sự nó cũng chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Nó cũng là rẻ tiền mà thôi giá rẻ xin lỗi rồi bố trí điều hòa này các cái phím bấm này vân vân nhìn nó nó rất bình thường có start stop này điều hòa một vùng cổng 12 thì đương nhiên rồi hai cổng USB này hộp số hộp số có chế độ cộng trừ rồi có drive rồi Traction, cái này là khả năng là các cái mốt Drive mode tức là các chế độ lái như Eco, Sport rồi Normal thì những cái này trên những cái dòng xe nhỏ thì nó cũng tạo ra một chút khác biệt khi mà um, gọi là mình nếu mà gọi thẳng ra nó gọi là đánh lừa cảm giác một chút khi mà chúng ta có thể cảm giác những nước ga đầu tiên thì có thể nó bốc hơn nhưng về sau nó vẫn thế, uh, nó thay đổi cái cảm biến chân ga rồi vân vân nó không phải là tạo ra cái sự khác biệt như những chiếc xe cao cấp được khác biệt là có không đáng không đáng kể. Nhưng mà Venue rất oách nhá, lại có chế độ lái map snow and sand nhưng lại tất cả các cái phiên bản biến thể của Venue lại chỉ có dẫn động cầu trước thôi. Dị thật. Khá tò mò, tôi khá tò mò về các cái chế độ này với một mẫu xe chạy cầu trước. À, ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy được là có được uh, có sấy ghế này. Rồi ghế da nỉ này và phanh tay một chiếc phanh tay khá là to chưa được bọc ra những mẫu xe giá rẻ những chiếc phanh tay không bao giờ được bọc ra và một mẫu xe nhỏ thì có khá nhiều ngăn chứa đồ những mẫu xe tiện dụng ở à, vô lăng thì các bạn cũng thấy được là có cruise control những chức năng rất là cơ bản rất đơn giản kết nối điện thoại rồi điều khiển hệ thống âm thanh có nút mốt để chuyển cái màn hình thông tin ở phía sau lô đồng hồ và vâng. rất là cơ bản thôi không có gì cả không có bao nhiêu đây là mẫu xe giá rẻ mà về mặt kích thước thì khi mà so với Hyundai Kona thì Venue bé hơn một chút thôi ờ, cái chiều dài tổng thể là nó chỉ ngắn hơn là 130 mm 130 mm và chiều dài uh, và chiều dài cơ sở là 81 mm những con số nó quá bé cái này dài cơ sở nó khoảng hai mét rưỡi hai mét rưỡi thì uh, chiều dài cơ sở thì um, nhìn chung là nó sẽ tương đương với cả uh, Ford EcoSport và thậm chí với cả Vitara nhưng Vitara lại có chiều dài um, tổng thể lại dài hơn đấy nó có những cái chỉ số khá dị và mình thắc mắc tại sao là không hiểu tại sao Hyundai lại không dùng chính cái bản Kona để tạo ra những cái bản khác hoặc là có thể có thể muốn tạo ra một cái tên khác để trong cái việc marketing bán hàng rồi chinh phục khách hàng nó cũng dễ hơn thưa các bạn về mặt trang bị công nghệ hiện đại cái danh sách hiện đại ấy thì cũng được trang bị những cái công nghệ cơ bản như là cảnh báo va chạm trước này rồi là hệ thống hỗ trợ giữ làn rồi cảnh báo điểm mù rồi cảnh báo tài xế nếu như có chịu cái xảy ra cái tình trạng nếu hơi buồn ngủ hay gì gì khi chạy trên cao tốc hoặc là có cảnh báo vật cắt ngang khi mà chúng ta lùi hoặc là ra khỏi điểm độ những cái chức năng này rất cơ bản còn những chức năng cao cấp thì chắc chắn là chưa về trang bị động cơ thì mẫu xe này cũng trang bị động cơ là 1.6 gamma ờ, hộp số có thể là hộp số sàn 6 cấp hoặc là hộp số tự động ICVT IVT thì đúng hơn nó cũng chỉ là cái tên để tạo ra cái sự khác biệt và để tạo ra cái lợi thế bán hàng khi mà chém gió với khách hàng mà thôi. Về giá bán thì mẫu xe này chưa có giá bán chính thức. Uh, còn uh, về Kona thì tại thị trường Hàn Quốc được bán với giá khoảng bản cao nhất là 20.000 đô nó tương đương khoảng 465 triệu đồng. Tại Việt Nam thì Kona bản thấp nhất từ đâu đó khoảng 625 triệu, bản cao nhất là 725 triệu. Đó. Còn uh, Eco thì uh, có giá bán từ 593 triệu là bản gen, còn bản cao nhất là 664 triệu. Thì uh, cái bản Venue này nó sẽ phải thấp hơn Mình thử đoán thôi Mạnh mồm đoán cái Thì bản cao nhất nó loanh quanh là 600 triệu có lẻ Và bản thấp nhất nếu như về Việt Nam Thì nó cũng 500 triệu có lẻ Mình thì mình mong nó cũng lại phải dưới các cái mức đấy thì Như thế thì rất là hay Còn anh em thì mong giá bán rồi Những cái trang bị của nó khi về Việt Nam là như thế nào Để cho đỡ khi là câu chuyện xe ở Mỹ Xe toàn cầu và lúc về Việt Nam Thì anh em hãy comment bên dưới clip nhé và đừng quên like và subscribe kênh.